Chào các bạn, năm mới Tết đến thì chắc chắn rằng các bạn sẽ phải làm rất là nhiều nghi thức lễ cúng, bao sái, lau dọn bàn thờ tổ tiên, gia đình cũng như là bàn thờ thần tài, thổ địa, bàn thờ Phật. Rồi những cái nghi thức cúng trả lễ, cúng tất niên, cúng giao thừa. Rồi Tết thì có xuất hành, xông đất là đúng không? Rồi nhiều thứ nữa, khai trương nữa. Trong thời 4.0 này, nếu các bạn muốn mà làm nghi thức thì không cần phải lên Google xem nữa. Để làm những nghi thức này thì các bạn nên tải về cái ứng dụng SendMe phong thủy hợp mệnh của tôi, điền các thông tin về thông tin mệnh lý nhân tướng của mình nó có. Đây chính là cái cẩm nang nghi thức thờ cúng hợp mệnh khai vận chính Thanh Long Cửu Tự Vận Giáp Thìn 2024, rất là hay và các bạn có thể dùng được miễn phí ở ngay trên cái app này. Hãy download về ngay để mà có thể sử dụng, chuẩn bị cho cái nghi thức thờ cúng bao sái dọn dẹp sắp tới nha các bạn. Để mà có thể xem kỹ càng những cái bước trong những cái nghi thức sắp tới các bạn cần làm như thế nào, rất là hay, đầy đủ chi tiết các bước, có ngày giờ cho đại chúng. Và nếu bạn thỉnh, các bạn sẽ có ngày giờ hợp mệnh riêng, hướng hợp mệnh riêng, người hợp mệnh riêng để làm những nghi thức từ đây cho tới qua Tết đó, như cúng giao thừa, cúng khai trương, xong đất xuất hành đầy đủ hết, bao sái bàn thờ gia tiên, bàn thờ thổ địa đầy đủ hết, tất cả những gì cần thiết, kể cả những bài văn khấn đúng đủ xúc tích ngắn gọn mà hiệu quả lên đứng nha các bạn, thì các bạn hãy tải về ngay và xem nha các bạn. Và hãy chia sẻ cho những người nào cần biết luôn, bởi vì là miễn phí mà, các bạn vẫn có thể chia sẻ, đâu có gì đâu nha các bạn. Các bạn hãy đón xem những video kế tiếp và đừng quên subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như là kênh TikTok và Facebook của tôi để mà có thể xem được những video vận chính rất là đặc biệt sắp tới nha các bạn. Và các bạn hãy nhanh tay vào TikTok gõ từ khóa A cộng Thầy Nam SendMe để mà follow theo dõi cái kênh TikTok SendMe này của tôi, bởi vì tôi sẽ đăng rất là nhiều video giải thích về vấn đề tâm linh, tín ngưỡng, phong thủy, vận mệnh cũng như là Phật pháp. Do nhiều câu hỏi các bạn gửi về, tôi sẽ ưu tiên đăng trên kênh TikTok, sau đó mới đăng lại trên kênh fanpage. Do đó các bạn hãy đăng ký, follow theo dõi cái kênh TikTok này ngay lập tức nha các bạn. Và đồng thời các bạn nào chưa follow cái kênh fanpage của tôi là facebook.com/zenmi.minhchan thì các bạn nên follow trang fanpage, bởi vì sẽ có những cái livestream đặc biệt, những cái thông báo rồi những cái tính năng mới chính thức nó sẽ ở trên kênh fanpage này. Thì các bạn hãy vào đăng ký follow cái trang fanpage facebook.com/zenmi.minhchan. Trang này sẽ thay cho trang Facebook cũ đang bị lỗi trên Facebook là trang facebook.com/zenmi.mastana. Trang này sẽ không có nhận được tin nhắn cũng như là những cái bài đăng mới của tôi sẽ không hiện ở trên cái trang fanpage cũ được, mà sẽ đăng chủ yếu trên kênh fanpage chính mới là facebook.com/zenmi.minhchan ha các bạn, như link trên màn hình. Thì các bạn hãy theo dõi cho kỹ. Tiếp theo thì các bạn cũng nên đăng ký cái kênh YouTube channel của tôi. Các bạn có thể lên tìm kiếm trên YouTube đánh Master Nam ZenMe từ khóa vào, hoặc là đánh vào A cộng Thầy Nam ZenMe hợp mệnh. Các bạn sẽ ra trang YouTube chính official của tôi và các bạn hãy theo dõi những video. Tất cả các kênh fanpage cũng như là TikTok sẽ được đăng lại ở trên đây. Tiếp theo các bạn có thể follow thêm kênh YouTube Short của tôi. Những kênh đăng trên TikTok mà bạn nào không có tài khoản TikTok, tôi sẽ đăng lại trên kênh YouTube Short này. Thì các bạn có thể vào xem lại trên kênh YouTube Short này ha. Các bạn vào YouTube tìm kiếm cái từ khóa là A cộng Thầy Nam ZenMe của mình thì các bạn sẽ ra được cái kênh của tôi như trên màn hình. Các bạn hãy bấm follow rồi sau này nó sẽ rất có ích cho các bạn. Nếu như các bạn không có tài khoản TikTok, có thể vào đây xem lại trên kênh YouTube Short. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy nhớ follow hết tất cả những cái kênh mà tôi nói ha các bạn. Video đến đây đã tạm hết nha các bạn. Hãy nhớ đón xem video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.